Kịch thơ Kiều Loan, tác giả Hoàng Cầm, người đọc Trân Châu. Đoạn 5, cảnh 5. Thị Lan: Tôi hai người xét kỹ đã rành rành. Ông lão già lố lăng và ngạo mạn là thủ lĩnh những bọn người phiến loạn về kinh đô phá rối cuộc trị an, đi khắp nơi ca tụng bóng phai tàn của tên giặc đã giết bao vua chúa. Đầu phản nghịch cần phải bêu giữa chợ cho bọn người khinh bạc đến soi gương, cho lòng dân yên tĩnh đạo cương thường. Tham Tri: Còn cô gái? Thị Lan: Cứ cho rằng là hậu phi ngụy đế, là bao tự tây thi, là đắc kỷ, làm siêu lòng dũng sĩ với văn nhân, đem thi ca tình cảm chút lòng dân, hồng gây lại cơ đồ cho Tây Ngụy. Nếu để mặc người điên đi vạn lý, hát nghêu ngao và cười khóc nỉ non, thì có ngày nghiêng đổ giải Trường Sơn, thành Phú Xuân ngất chính từng khói lửa, bọn giặc trời lại tung hoành phen nữa, lũ văn nhân thì biều diếu thê nhi, với bạc vàng sợ chết rủ nhau đi, bọn dũng sĩ hoài thân trong tử địa, uổng một đời không làm nên đại nghĩa, mà chết vì nước mắt của người điên. Tham Tri: Xin đại nhân chớ vội vàng lên án, cửa miệng dân gian không thiếu những điều, ca tụng Tây Sơn quán trách đương triều, dân quán hận phải tìm ra gốc ngọn, đây là kiệt trụ, đây là nghiêu thuấn. Chúa thượng nhân từ sao quán hận không nguôi, như lão già sai mượn chén u hoài, thân hàng sĩ chán dương hầu đế bá, sự phẫn quốc chất đầy sân nho giả, gót hung đồ đạp đổ gót tiền nhân, nhà Tây Sơn giấy nghiệp được lòng dân, lão tin tưởng vào đường gươm giảng thắng, lòng trung liệt những chờ mưa đợi nắng, mong non sông dương tới cõi cao xa, đang ước mơ chợt Nguyễn Huệ thăng hà, thôi đổ sụp bao nhiêu tầng oanh liệt, nghiệp Tây Sơn đang dần dần tự diệt. Mượn bầu men lão nhớ thở oai hùng, và gieo sầu lên cây cỏ non sông, lão thương tiếc phải đâu là có tội. Dù khinh mạng nhưng cuộc đời biến đổi, ai mà không chua chát ở trong lòng, chứ cánh tay người tuổi tác cô trung, chỉ đủ sức nghiêng một bình rượu quý. Thiệu Quý: Hoàng Tham Tri nói thật là chí lý, lão là người mượn rượu để u hoài, ta cứ mời ông lão rong chơi, dạo khách cảnh nước non thanh tú, mặc người sai bản bầu cùng thơ phú, rượu đầy vò nước mắt sẽ dần vơi, và bóng hình Nguyễn Huệ sẽ tàn rơi, theo ánh nắng mùa xuân nhòa kỷ niệm. Tham Tri: Còn cô gái, ôi dung nhan kiều diễm, trót lầm sinh vào thế kỷ loạn ly, nên có người dám dí với Tây Thi, và đắc kỷ làm nghiêng thành đổ nước, hồn cao rộng trời mấy nào sánh được, trao tay chồng gươm báo giữ gian sang, nơi quê hương chờ nhạc ngựa khải hoàng, bao nhiêu năm không bay về cánh nhạn, bên gối mộng đã dắt người bầu bạn, lại thấy ngài tàn tạ của Tây Sơn. Một sớm kia nàng ngơ ngẩn lên đường, tìm người cũ hồn điên vì tưởng nhớ, mộng vĩ đại thời vinh quang rực rỡ, đã tàn theo bóng dáng của người yêu. Đến kinh đô một buổi nắng nghiêng chiều, lòng tê tái rung lên thành tiếng hát, người đau khổ toàn thân là nước mắt, mà bảo rằng là làm loạn. Ôi quan khiên, kết tội người điên, phép nước cũng thành điên. Hiệu Quý: Hoàng Tham Tri nói thật là chí lý, kết tội người điên quả là mất trí, hồn cô đơn lòng lỏng gió thương yêu, lòng thiết tha hoài cảm biết bao nhiêu. Theo thiện ý, cứ mời cô gái nọ đến một cảnh trời hoa xuân đang nở, và tìm cho cô ấy người chồng xưa, thì hết điên rồ và hết nói dẫn dơ. Tham Tri: Còn đến chuyện xui dân hèn khởi loạn, bằng nhan sắc, bằng thi ca tình cảm, thì hai người không lấy được lòng tin,
của muôn dân đang muốn hưởng bình yên. Hai người ấy là Kỳ Hoa Dĩ Thảo. Một đường xa từ một chiều gió bão, ta nhìn chơi không chắc đã hại gì. Ai đành tâm đem lưỡi kiếm giết đi, sự chém giết đã não lòng dẫn nước. Ai trị dân làm cho dân khiếp nhược, và oán hờn là thể tất suy vong. Từ đầu năm giặc giả nổi như ông, vì khắp xứ treo rất nhiều thủ cấp. Các doanh trấn còn xây thêm ngục thất, thì bọn người vào ngục cứ tăng thêm. Sự trị an cần giữ lấy uy nghiêm, nhưng nguyên lý vẫn là nhân đức. Vua đã dạy, còn những người quyền chức cứ ra ngoài thích chém lắm đầu người, thì đầu mình rụng cũng nhanh thôi. Thị lang, hoàng tham tri đừng dài lời ngụy biện, đầu không rụng không hết mầm chinh chiến. Hạ giọng nói với Vũ tướng quân, về việc này theo tôn ý tướng quân, có nên dùng hình hoặc chém tội nhân, hay thả hổ về khu rừng đất Bắc? Vũ tướng quân bàng hoàng, cái án này tùy hai ngài cân nhắc. Thị lang, không thể nào tha thứ bọn giặc già, vẫn rắp tâm rằm rối loạn sơn hà. Tội xuống án, giết hai người do thám, sáng sớm mai sẽ đem ra xử trảm. Với tham tri, mời đại nhân phê vào án tử hình. Tham tri, tôi dám đâu đem tài hèn trí thiển xét tội người cùng với bậc cao minh. Tôi không phê, ngài xử lấy một mình. Thị lang, hoàng tham tri chạy theo đà của giặc. Tham tri giận dữ, ngài dám bảo tôi đây là phản trắc. Thị lang, vì xưa kia ông ăn lộc Tây Sơn, khi chúa công chiếm lại thành Quy Nhơn, ông khúm núm ra hàng cầu áo mũ. Hiểu ý, không ai khen những người đem chuyện cũ khích bác nhau. Tôi biết quan tham tri về theo chúa công lúc đó bởi vì có tài năng mong giúp dân giúp nước, quyết không phải vì tranh giành quyền tước như đại nhân. Thị lang, hoàng hiệu quý thanh niên, nên trọng người mái tóc trắng pha đen. Hiệu quý, tuổi tuy ít nhưng trí này chẳng hẹp, tai đại nhân là bàn tay gan thép, trí đại nhân là một dũng ao tù. Thị lang, tôi không ngờ quan hiệu quý cũng về hùa với lũ giặc. Hiệu quý múa kiếm, đừng nói lời càn rỡ, gươm danh dự không bao giờ tha thứ. Định chém thị lang, Vũ tướng quân ngăn lại. Nơi công đường không phải chỗ làm càn, không trị minh sao trị nổi gian sang. Với hai hình quan, cái án này khó tìm ra manh mối. Họ lang thang hát nhảm ở bên đường, như ông già mượn chén nói ngông cuồng, còn thiếu phụ chỉ là người mơ mộng. Nhưng dù sao, họ đã là những bóng, những lá vàng còn lại của Tây Sơn. Ta há nên giữ mãi mối căm hờn với những kẻ chỉ hảo quyền thương tiếc. Thị lang, đó là giặc, tôi tưởng nên phải giết. Vũ tướng quân, lẽ cố nhiên, nhưng chớ giết vội vàng, ta chưa tìm ra tang chứng rõ ràng. Thị lang cười gằn, vừa lúc trước đây tướng quân đanh thép, mà bây giờ hù gươm thài sắc đẹp. Hiểu quý, nào ai mê gì sắc đẹp nghiêng trời, nhưng phải tha vì vô tội cả hai người. Thị lang, họ còn sống thì còn gây chinh chiến. Vũ tướng quân, hai đại nhân chỉ nên vào nội điện để đem trình ngự lãm với việc này. Thị lang, dần phải trình ngự lãm thế cũng hay, lệnh chúa thượng sẽ không ai bàn cãi, chỉ ngài ngự mới tìm ra lẽ phải. Chúng tôi xin dâng ý Vũ tướng quân. Quay sang tham tri, ta phải vào bệ kiến mời đại nhân. Tham tri, lẽ dĩ nhiên tôi phải vào trong nội lấy gương sắt nhà vua ra xử tội, ai dèm pha sỉ nhục một hàng thần. Thị lang, tôi xin chờ gương sắt của đại nhân. Thị lang giơ tay, tham tri đỏ mặt đi nhanh. Thị lang dên giáo nhìn hiệu quý rồi đi sau.